Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại công ty mình có rất là nhiều công việc hỗ trợ cho các bạn đi siêu và chuyển việc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công việc rất là thú vị. Như các bạn nhìn thấy trên tay mình, đây là công ty chuyên về thiết kế, quảng cáo và tổ chức các sự kiện. Công ty có trụ sở làm việc ở Kanagawa ken Yokohama City. Thời gian làm việc bắt đầu từ 9 giờ đến 18 giờ và lương khởi điểm dành cho các bạn mới vào là từ 20 man. Trình độ yêu cầu tiếng Nhật business sự. Ngoài ra đối với công việc còn yêu cầu với các bạn có thể làm được Word, Excel và PowerPoint. Các bạn quan tâm và có hứng thú với công việc hoặc muốn đăng ký tham gia phỏng vấn, hãy nhanh tay tham gia vào buổi Setsume Kai bên mình. Buổi Setsume Kai bên mình sẽ diễn ra vào các ngày trong tuần, thứ 2, thứ 4, thứ 6 bắt đầu từ lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật bắt đầu từ lúc 13 giờ. Trong mỗi buổi Setsume Kai, bên mình sẽ giới thiệu từ 30 đến 40 công ty có đầy đủ các lĩnh vực ngành nghề phù hợp với các bạn lựa chọn. Ngoài ra, các bạn có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại 03-6206-8058 để nhận được sự giải đáp và hỗ trợ. Xin chào tất cả các bạn!